biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ mãi như đồng lúa chiều dị dào. Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ, lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn. Quảng thân gầy mẹ hiền, một sương hay nắng cho bạc mái đầu buồn phiền. Ngày đêm xóm tối vui cùng con nhỏ một niềm, tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng chiến. Quảng thân gầy mẹ hiền, một sương hay nắng cho bạc mái đầu buồn phiền. Ngày đêm xóm tối vui cùng con nhỏ một niềm, tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng chiến. Nặng đè đau nơi khu con nằm chỗ ướt mẹ lăn, bao tháng ngày nuôi con vất vả, cả cuộc đời dầm nắng phơi sương, thân hao gầy nhìn mẹ xót thương, nước mắt bao giờ chảy ngược người ơi, mong con nên người lòng mẹ được với. Xin ông trời ban cho phước lành, con dại khờ được lớn khôn nhanh, thân heo mòn lòng mẹ thương con.
Mẹ ơi, mẹ nuôi con như biển phù lai làng ngơ. Con nuôi mẹ mà kể tang kể ngày. Hò ơi hò, người ơi, đời bề dâu ôi, cuộc đời bề dâu, tóc pha màu, mẹ hiền con đâu. Mẹ ơi, xin mẹ tha thứ cho con những lỗi lầm con đã làm cho mẹ buồn phiền, lo lắng cho con. Giờ này con đã nên người. Mẹ ơi, giờ này mẹ ở nơi đâu? Báo hiếu chưa tròn cha mẹ còn đâu. Bao đêm âu sầu nhỏ lệ con tim. Con hối hận giờ quá muộn màng, suốt cuộc đời sám hối ăn năn, biết bao giờ gặp lại mẹ yêu. Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, nơi khu con nằm chỗ ướt mẹ lăn. Bao tháng ngày nuôi con vất vả, cả cuộc đời dầm nắng phơi sương, thân héo mòn lòng mẹ thương con. Mẹ ơi, mẹ nuôi con như biển hồ lai làng ngơ. Con nuôi mẹ mà kể tang kể ngày. Hò hò ơi hò, người ơi, đời bề dâu ôi, cuộc đời bề dâu, tóc pha màu, mẹ hiền còn đâu. Báo hiếu chưa tròn cha mẹ còn đâu. Bao đêm âu sầu nhỏ lệ con tim. Con hối hận giờ quá muộn màng, suốt cuộc đời sám hối ăn năn, biết bao giờ gặp lại mẹ yêu. Con hối hận giờ quá muộn màng, suốt cuộc đời sám hối ăn năn, biết bao giờ gặp lại mẹ yêu. Vũ Tấn, Nguyễn Thị, Lâm Lệ, Hiểu Dương, Trần Thế, 15 tuổi. Và giờ đây kính mời trong gia đình con Hiền, cháu Thảo để thượng nhân mang dân tập trước và bậc tiền cung thỉnh cho công đức thiết lễ niệm thương bệnh Phật cũng như tẩy trần nhập quan cho cố ân linh Phật tử diệu phước trong buổi tối hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ mong ma nguyên đăng tự bằng tiền kỷ niệm trần ái sanh về nơi tịnh độ tư thời kiếm tướng.
lộ cư cung tổ ai sư kim ma về tán chủ hiếu nam hồ thanh long hồ thanh dung hồ thanh quang hiệp toàn giá tam nguyên đăng cầu phật thịnh tăng tự dương ai sư tiết lễ kỳ siêu khai kinh bạch phật tẩy trần nhập quan phục vì tâm hoa vàng hương linh cô phật tử nguyện thị thanh lời thọ phật giới pháp danh diệu phước quân mạng canh tức niên sáng 10 tháng 4 năm giáp tình lượng dương trần thế 55 tuổi cuộc đời giờ này nơi trước phật tiền hôi hương vàng phất chúng lòng thành quyền sinh tam bảo thệ từ chứng minh nam mô hương cúng dường bồ tát nam mô hương cúng dường bồ tát nam mô hương cúng dường bồ tát ma ta tăng chủ thượng hương hộ quá quỳ chí tăng đặt lễ nam mô thần hư không biên quan giới quá hiền nhị lai tam phương chư phật tôn quan tiền thánh tăng tường trụ tam bảo chí tăng đặt lễ nam mô ba bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Quan Long Quang giáo chủ Bà Nội Lô Ga Lê Ga Lê Di Ai Ma Bồ Đề Tăng Bồ Tát Ma
chuyển đô. Mang đá ba chai giá ta bà hát đi đến cùng toàn thể tăng bồ hiếu quyến
những người con cháu thân bằng quyến thuộc đến đây. Và đây chúng ta nhấn chút thời gian vào phía bên trong để nhìn lại.
Nhập Quang, được có hương linh Phật tử Diệu Phước, Vũ Tánh, Nguyễn Thị Thanh Lệ. Vừa xong giờ đây thì kính mời trong gia đình là con trai, là con cháu, dòng rể, cháu nội, cháu ngoại dân tập trước án tiền để thiết lễ phát tang cúng cơm thành phụng cho hương linh A Di Đà Phật. Lên thử là thành một tấm thanh tịnh nhất tẩy, nhất tẩy nhược tâm trừ câu quê. Để hồi nào giờ cúng người gì hay không, hôm nay cúng người qua không biết, cúng người qua Thank you.
dầu gốc thì đâu nó có ai
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quê hương là con sông xanh xanh từng cây lúa, quê hương là trăng thanh đùa vui liếm lo trên đồng, quê hương làm sao quên đi xa mà tôi nhớ. Lặng im không hót trên cây,
Bằng núi cao tình mẹ, nước nào mặn bằng nước mắt mẹ hiền. Nuôi con 9 tháng 10 ngày để con khôn lớn bỏ mẹ mà về con mình. Mẹ nhắn với thằng hai, mẹ nhớ hoài thằng ba.
đã về chưa? Về với làng quê nghèo, về với tiếng âu ơ, mẹ hát ngày nằm nôi. À ơi ơi tiếng ru vẫn trưa hè, đêm đêm tiếng mẹ còn ru phương nào, rồi nhớ thương con nhiều.
người nhớ. Xưa nay chẳng rỗi công ơn người bù, nay còn ổi bao làm lẽ ruột ra nhường như nãy như tàn. Quang ma con lòng yêu thương trong văn cứu mình, Phật bạn dùng hoàng minh sao môn. Quán tòa cùng đại chúng anh nghe ơn cha nghề mẹ hằng ngày, không quân báo đáp cho vừa xuống đầu. Còn núi tu gì đến trăm ngàn kiếp ơn khi chưa đền, ví của người gặp cơn đôi để nuôi sông thân năng ở thân này. Thương nghiền nghịch nát quăng tay chạy trong ngàn kiếp ơn nay chưa đồng, quý của người vì công danh dưỡng tự mình quét chúng trong người. Chiếu thân mù tối như vì đến trăm ngàn kiếp ơn này thấm đâu, không đất đỉnh lan đến trăm ngàn kiếp thăm ăn đâu bằng. Khi có người dùng ngàn mũi nhọn đâm vào mình bất lưng chỗ này ơi, vì ơn dường dục tự kéo mình buông vật nơi liền. Cứ theo như vậy tròn năm chém trong ngàn kiếp âm ăn chưa đền. Khi có người chưa kịp tha mở và dùng dao làm cứu thân mình, đến trăm chỗ đồi ngầm ngang đồng binh mình vẫn cười ra ngang vẫn từ mấy lắng nghe ta chỉ sau ngày khen người muốn đá vương dày phải con biển chép kinh đây luôn vừa muốn chi. Rằm tháng bảy đến kỳ tư tư mười vương tăng điều dễ lệ này tâm thanh liều hoàn sanh vi linh độ an nhàn, hay là báo đáp tù quan quan mầm dưỡng dục trong văn của mình. Mất mỏi mang ngắn điều tối quấy xa trong năm này nói kể ra bao nhiêu thứ nhất bằng là trong tay. Khi sao chết chỉ đầy bao cũng như thương những ngực và mô gây hết mọi ngục đều có cách chỉ riêng em muốn làm là đứng trong ngày biết không ngừng một giây từ hơn ba tháng trên nhất là bản thân này anh chỉ chuyện phá ra cho ngâm thì không bằng thấy vật vẫn thiên do theo hiện lực tự nhiên chưa mà cũng một ra vui cho mô kiếm nhận tài dấu cho lưỡi kéo cho gài đứng trong ngày biết lời thậm chí huệ thân lên nó rộng lên thế trong thần vẫn bền mày chẳng làm một bước đến nơi chạy lòng tròn đủ xưa nay con thành và chân đồ mày đến đây hàng bồ tát nhân quan người tại ghi tâm thiện vương ngày đến trong tâm bồ trí huệ mở thông chỗ lên tướng nhưng không làm đó các bất kỳ luôn hổ chương chân thanh nhận nhiệt thần chương chân có nhận được thần nhận nhận tiên cơ ấy là của chân tâm giới thì đầu là vô ngày thường chương muốn công năm mươi không thần lương thần nhận có số trần cũng giá chủ giá chính thần ba nghiệp tỉnh thân thịnh tăng vũ nguyện gió hương linh hiện lai đáo đàn tràng đứng bát nhân kinh chúng diễn tiêu soạn cõi lòng thanh bạch nhớ niệm đạo nam mô a di đà phật hương linh quy vận hương linh quy hóa hương linh quy ngàn vui nước phật đà hiếu chủ tượng bình thân dây hồ quỳ đường di tịnh đi biên sai tam thiền thánh công bát đức đồng liên nam mô ân nương địa bồ tát nam mô ân nương địa bồ tát hương linh đồ tam bảo lực cài đáo đàn tiền kinh pháp phật lực trực giảng tây phương hương linh ơi ở nơi nào trở về nơi gia đường này hương quá trà cơm canh chứng lòng các con tiền trà trong dư tân trà trong dư từng miếng trà khởi thân này hương linh ơi bình thân giới quỳ bước lên hoàng cầu mong giải thoát hương linh nơi ở nơi nào hãy quay về nẻo nhé nhất tâm quy hướng cõi tây phương con cháu một lòng thánh nguyện đức phật a di đà di nguyện chân linh bất mùi giác tánh thường minh tinh pháp chẳng kinh nguyện cầu mong giải thoát. Hôm nay là ngày 13 tháng 4 năm Giáp Thìn 2024. Hương linh nguyện thị thanh lệ pháp danh Diệu Phước, tưởng dương 55 tuổi. Nay con cháu dân hương cúng hương linh ở nơi nào về nơi gia đường này thọ tài hưởng thực trực giảng tây phương tan chỗ kỳ
kiền thiền trà chấm nhị tung bình thân giấy quỳ thiền trà chấm tam tung trà chấm tam từng hiến trà khởi thân lễ hương đến nhị bay bình thân giấy quỳ cha mẹ thăm ân tổ đất trời núi con gian khổ chẳng hề quên hiền thành khúc cung tấn vạn sơ cơm sơ sơ cơm được tên tủ của mẹ nhiều thì thôi nam mô a di đà phật những tưởng rằng trắng tròn trắng đẹp mày quá nữ chẳng tàn nào ngờ một phút ly tan có số nào bằng cơn tự biệt đôi dòng lì giờ này trước lưng tiền con cháu thành tâm hiếu đạo dâng lên bát cơm mẹ ơi đây bát cơm đầy chung trà đạm bạc để báo đáp công ơn sanh thành dưỡng dục cuộc đạo xin trở về chứng chi thường mẹ ơi đây bát âm nghĩa sanh thành các con trà chưa xong tán chủ kiền thành quốc cung hiến hoàng viên từ thiên lý giờ ngôn ngẩn thương vì tụng nam mô tăng bệ đắc thầy nghe ra bờ đồ di di hăng nam bờ tham nam bờ ta hùng nam mô tăng bệ đắc thầy nghe ra bờ đồ di di hăng nam bờ ca nam bờ ca hùng nam đa ca di thì ra nhờ nó di ca ca lê ta bờ nam mô a di đà bờ nhà đa đa nhà đa nhà đa thì nhà nó di đô bờ thì a di đà đâu đà bờ thì a di đà nhà nhà di thì nhà nhà a di đà ca lê Thank you.
về làng quê bao tháng năm xa xôi đất liền, trên từng lối mòn hàng tre xưa nay đã già nua, tìm lại mẹ yêu nơi làng quê tháng năm ngóng chờ mong người con, đã lâu lắm rồi không về thăm mẹ già nơi chốn xưa. Ngược dòng thời gian bao dấu yêu xa xưa trở về, nhớ hoài năm nào mẹ gian nan dài nắng dầm sương, nhọc nhằn chăm lo cho đàn con miếng ăn giấc ngủ từng đêm, những khi gió về bên nhà tranh nghèo ấm êm từng thương. À ha ơi, tiếng giọng đông đưa chiều mưa, mẹ ru con ngủ, con hời con ngủ cho ngọt ngào, tiếng ru âu ơi như vẫn còn đây trong lòng con. Giờ này mẹ ơi biết tìm mẹ ở đâu, hỏi từng bờ đê gió yêu yêu mẹ tôi đâu rồi, mái tranh im lìm nhìn hàng cây ngơ ngác mẹ hiền yêu ơi, suốt đời con mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha, mãi không xóa nhòa tháng năm êm đềm sống bên mẹ. Còn có mẹ một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em, và một bông hồng cho những ai đang còn mẹ.
đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Lỡ mai này mẹ hiền có mất đi như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, ngỡ đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Ánh đuốc trong đêm lạc lối. Mẹ, mẹ là lon mía ngọt ngào, mẹ, mẹ là nai chuối buông câu, là tiếng dây đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời, vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó con về thật lâu, rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ có biết hay không, biết gì, biết là con thương mẹ không? Nguyên này mặt đường đấy, cung thống buồn gái, đánh cung đông đức, con đang cung tiền, con đang cung tiền. Cúng dường Bồ Tát Nam Mô Hương, cúng dường
tiểu chứng đầu đề nhất lưng mang nguyện Oh,
Thank you.
hậu ý sản linh hồn thất thất ba hạ bằng tư phật lớn Yeah.